Điệp mến gửi lời chào ông bà cô dì chú bác anh chị nha. Chào các anh em đồng nghiệp chụp ảnh đẹp nha. Hôm nay Điệp trở lại rừng cả nhà ơi. Dạ. Mệt quá cả nhà ơi, Điệp mới Điệp mới tới luôn. Đây. Anh Nhiên thì anh chạy vỏ máy ra sẵn rồi. Trời sớm giờ anh chờ em lâu chưa? Lâu. Khoan, để từ từ để em mở phụ cho. À, chào khán giả nè, thay mặt chào mọi người nha. Đây đây cả nhà ơi, Điệp đầu tư thêm là Điệp mới qua tới. Đầu tư thêm 12 cửa ngục. Rồi cái này là 20 cái lờ đặt cá lóc, lươn hay cá chê, nói chung là con gì vô thì dính con ấy hả? Rồi. Rồi em buộc. Năm cộng thì ôi. Thì là lời này nè nha cả nhà. Thì Điệp cũng nói nè, đây. Thì Điệp cũng nhận lâu rồi, cả tuần lễ nay rồi. Nhưng hôm nay Điệp mới có chở đi qua rừng để mà đi đặt. Thì lời này thì Điệp có đặt mua ở trên mạng, là kênh của YouTube, là của anh Định Nguyễn Hậu Giang nha. Đó, cái kênh YouTube của anh Định Nguyễn Hậu Giang. Nhưng mà Điệp thì Điệp mua. Thì thì nửa cái kênh á, Điệp có để ở trên ấy nha cả nhà. Thôi tới cái chạc nè. Ây da. Mà Điệp mua ở đây. Nhìn thấy Điệp quắn đi lại cả nhà, thấy nó giống hệt như là cái hình trái tim á ha cả nhà. Cái hình trái tim mà để mà những cái đám tiệc rồi ha, để cưới rồi ha. Đó, để tiền vô đây. Ít. Tới con lửa hả? Để mấy cái bao thư á. Thì anh em nào có yêu quý mến á như Điệp á, cũng như là cái kênh YouTube của anh Định Nguyễn Hậu Giang nè, thì Điệp có mua trên mạng á, ảnh cũng có làm kênh YouTube á. Thì trong khi đó Điệp mua mà ảnh không có bán, ảnh gửi tặng cho Điệp là 20 cái đó. Đây anh này là anh Nguyễn Công Định nha, nhưng mà cái kênh YouTube của ảnh là tên là Định Nguyễn Hậu Giang. Thì ảnh gửi cho nó cho Điệp. Thì ảnh ở Long Mỹ á, cũng ở Hậu Giang nha ảnh. Thì nữa Điệp để số điện thoại của ảnh ở trên màn hình nha. Rồi ảnh cũng có bán lờ cá này nè, ảnh tự làm nhà ảnh bán đó. Anh em nào có yêu quý mến kênh ảnh thì vào xem. Thì Điệp thấy là ảnh đặt cũng rất là hiệu quả, và các anh em khác đặt cũng hiệu quả lắm, nên vì vậy mà Điệp mới có đặt ảnh mà ảnh không có bán, ảnh gửi tặng cho Điệp. Đó, em cảm ơn anh Định nha, rất nhiều nha. Đó, im không, nó không ở nhà. 20 cái mỗi một bên như vậy nè, là 10 cái hai bên là 20 cái. Thì hôm nào đó Điệp cũng sẽ xuống dưới Hậu Giang á, chỗ anh Định này nè. Thì Điệp sẽ giao lưu kênh với ảnh, thấy anh thăm cá dính hay ham quá, Điệp cũng mê á, thì Điệp cũng phải đặt. Còn nguyên nhẹ cái rồi chiếc xe nữa nha. Đó, cả nhà thấy không, 83 Sóc Trăng ha. Xe này là xe của cha vợ Điệp đó, cha vợ tặng cho Điệp nha. Con cảm ơn cha rất nhiều nha, tặng cho Điệp. Cái này là cũng là một cái món quà tri ân của cha vợ tặng cho Điệp. Thì trong những ngày sắp tới đi sang Bắc tỉnh này tỉnh kia đó, thì đây là cũng một cái phương tiện để Điệp trên đường Điệp hành trang. Thôi giờ Điệp giới thiệu sơ thôi, giờ Điệp phụ anh Nhiên cái, Điệp mới tới nè, giờ ảnh lấy xuống rồi đó. Rồi em cảm ơn anh Nhiên luôn. Rồi Điệp cũng có mua cơm nè, chuẩn bị nè, cơm. Rồi bánh mì, đó. Mua con giàu chưa? Giàu hả? Giàu điện thoại nó không nghe máy. Dạ. Vừa hồi em chạy ra, nó trên đường á, nó chạy đến đây hả? Hàng nó quần như từ sáng vậy dưới. Cái gì? Đi dạ. Đường cho sớm giờ lận. Giao đi đến rồi hả? Trời ơi, nãy giờ ra ruộng nãy vậy, cứ tiếng rưỡi đồng hồ á. Trời ơi, trời vậy đó hả? Hai nói trời ơi, nãy giờ dưới em còn nhà là hai nói đi nửa tiếng rồi đó. Vậy là vậy đi, em chạy ra ngoài em mua thêm hai hộp cơm nữa, em đâu có biết đâu. Tưởng đâu. Rồi đó. Thì cái này cũng lên video á, con cũng cảm ơn cha nha, đã tặng cho con cái món quà tri ân để cho vợ chồng con á trong những ngày sắp tới đi săn bắt. Đây là cũng là một cái phương tiện của Điệp. Thì giờ Điệp mời cả nhà cùng đồng hành á đi ra ngoài rừng ha. Thì săn bắt, gặp cái gì thì hốt cái nấy, ong hốt ong, cá hốt cá. Điệp nói chung cũng còn đuối, sáng giờ Điệp cũng mới ghé, Điệp mua mấy liều thuốc đem theo nè. Đây
nè cả nhà, mới ghé mua mấy liều thuốc uống nè, còn đuối lắm. Rồi hơi được ấp máy, được chuẩn bị. Anh thì anh em nào có ấy á, thì vào kênh Định Nguyễn Hậu Giang nha, ủng hộ cho anh trai ha. Đó. Quá trời luôn cả nhà ơi. Nè. Anh em không như đi hậu chợ nha. À, chưa đủ số quân, còn với kia một người đó. Còn ở dưới đó kia là có con anh mà từng mà lội sông lội biển mà lặn ở dưới sông đó đó anh em. Có gà đó. Đó. Hổng gài nói xấu ảnh rồi hôm nay ảnh xuất hiện rồi. Đáng lý ra cái thằng này là cả nhà biết sao không, là đem cho ông nó hung mới đúng nè, thịt nhiều nè. Dạ luôn. Đúng này ông nó sợ nó mới bay được. Thấy nhìn thấy ớn ăn chè chè động cả nhà kìa. Trời ơi, đi bắt ông là vậy đó. Âm thanh ánh sáng này đầy đủ cho ekip luôn. Rồi. Bắt dạ. Kênh mới của anh là nó là ca gì anh Thận? Thời tao Thận thích săn bắt. Thận thích săn bắt nha anh em, để đi vào lưu kênh với anh Thận. Ôi tụi ông rồi cả nhà ơi. Đó. Sắp mua hết tiếng luôn. Sắp mà kiếm tiền thì đúng. Bị mất. À, trời tụi ông kìa. Sao đây còn kim anh hai? Kim em đều. Người đâu rồi? Ủa ông này cả nhà. Em đẹp anh coi thứ okay, em đổi đậu. Quá trời luôn. Mưa tới luôn rồi. Mưa tới. Quá trời mưa rồi. Ui nó ướt máy rồi. Ôi không mặt cái gì trời. Cha mẹ ơi, ông nó khô rồi. Ui trời. Quần quá quần ngon khô luôn. Ủa sao không già cây với ta? Đưa cây khói lên. Đưa cây khói lên. Quá đã. Ôi. Ông tức mình nè. Ủa để dưới này cục mặt đó kìa. Tổ này già rồi, gọc rồi ta. Rớt cái cục mặt này nó mới đã nè. Còn con này thì đây em cái gì vậy? Em cái gì? Được không anh phụ? Được không? Được. Ây da, rớt té. Ây da, té. Có ông sóc mà tính ra cũng càng ăn. Ừ, chua. Chua này ba. Thằng à. Ây da. Nặng dao nè anh. Ủa sao không cắt, sao không gọc lại. Bỏ đại xuống. Sao không gọc lại anh hai? Có chừng nó rớt ấy lên người á. Trời ơi. Má ơi. Cái nhà ơi. Nó khó. Đây. Quá đẹp. Rất người. Quá y. Nó trúng máy. Mà căm hết trơn à. Ừ. Ủa sao sửa không vậy ta? Rồi đi ra ngoài đi, để quay hình quả cho anh em xem. Đi ra ngoài đi, Nhiên ơi. Cái này là cái bớt nè. Cái gì cho cái bớt. Chúa ơi. Để thôi lột ra rồi, con người mới bắt được. Đây lẫm nói gì nha. Hai em. Có con cục gì không? Ừ, nó khó. Đốt thì ba cái nhà hả? Anh đưa. Đưa cục thành quả. Mưa nữa nè. Ê, em chưa quay hình quá. Quay. Chạy lên nấp mưa đi rồi quay. Hả? Chạy lên tránh đi rồi quay. Dạ, yeah, mưa. Đi quá tới rồi. Mưa tới ở nhà đây nè. Mưa nó ướt ra mà. Mở dây. Mở dây đi chạy. Mưa rồi. Rồi, thôi Điệp ấp máy đi hồi tới đó. Tụi anh Điệp. Điệp đem đồ nghề đi theo nè, hai cái ngục ngồi dớn lú lum chân mà chưa có đặt nữa. Ủa? Mở dây giùm tôi luôn Thường ơi. Thôi nó mệt.
quá trời. Quá nãy nghe. Con thằng nó kêu để mình nói cho em. Vậy chú Trân mà kêu để mình ta đó hả? Dạ, nó hồi tối nó hay nghe nè. Mấy anh em đi sang ông vô nhà mười mấy tỷ ở nè nha. Trời ơi, hay ghê vậy. Cái này là mười mấy tỷ á. Ờ, vậy đó hả? Mấy tỷ bình thường. Nhà mười mấy tỷ thì nãy không vô ở đội xuống ở nhà mấy chục ngàn chứ kia. Dạ anh em kia đó, cục kia với cục này. Cục này là của anh Thịnh, ảnh bắt đó. Mà cũng sáng ánh vàng tươi à. Trời ơi anh đi anh. Dạ. Thì cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mua chấm lương, mở chăn mà ông gần, xin liên hệ trên góc phải video của Đẹp nha. Cái số điện thoại của Đẹp là 0908 765 334. Còn anh em nào có nhu cầu mà mua cái này nè, của anh Định, Định Nguyễn Hậu Giang, thì nữa xin liên hệ trên bên trái nha, bên trái màn hình nha. Nữa Điệp có để tên kênh của anh trai đó với số điện thoại của ảnh lại. Cái này là lờ nha, lờ luôn cá đồ, nói chung tất cả con gì vô thì dính à. Rồi giờ Điệp ốc mát, khi nào mà cà màng hồi nữa gặp tổ thì Điệp quay cho cả nhà cô dì chú bác anh chị xem. Tại trời đang mưa đó, Điệp quay ngược lên đây nè, nó hơi tối, chứ Điệp quay ngược lại thì nó sáng nè. Tầm chắc chiều trời ngã rồi, trời đang mưa, đục mưa. Rồi. Quá trời khán giả luôn cả nhà ơi. Trời mưa đó nha, trời mưa lắc gắt nha. Ủa sao kỳ vậy? Đâu rồi? Ba đằng kia là mình là ba người đó hả? Ở đây nè, tôi cái này. Không có khán giả nha. Đó đó hả? Ê, để em leo lên lùi nữa. Để em leo lên. Ủa sao? Rồi. Ủa sao em trai sao cứ leo lên kia vậy? Để anh với Nhiên được rồi. Nó quýnh tao mày bây giờ. Sao kỳ vậy? Rồi cái này ở đây em không có khối rồi. Rồi bị lên uống. Rồi khối rồi, ở đâu rồi? Mày bỏ cái nắng này nè. Mưa ướt nhẹt hết trơn rồi. Mày thất bại rồi. Quá wow, trời cái màu mặt đã hả? Ừ, mấy cam bị ướt ngay nè. Giao trong cái bọc á, cục bạc ba lớn này nè, một giờ đi uống nước trà, thứ gì chịu nổi không? Một giờ tư, rồi đi bắt ông mà giống hệt như là đi ăn đám ăn tiệc gì á, gì đâu mà tới 6 người, 6 anh em, tên 5 anh em trên một chiếc xe tăng cái này, 6 anh em luôn. Ra đường giao thông bắt à. Đạt quá trời. Mình quá này nè ơi. Khi mà gặp tổ quay tiếp cả nhà xem. Rồi mấy giây. Trời mưa. Em còn đi với Nhiên. Trời mưa này nè. Mưa. Cao mà sao nhá. Hai ba mũi tao ơi. Trời đất. Quýnh hết bệnh chứ nó chứ mấy có gì. Mấy giây chưa? Rồi. Rồi đi ra thằng này xuống luôn. Đi vậy. Hay vậy. Lên ra cái nhà rồi nhìn ẩm. Đâu rồi? Kế bên đi hả? Ủa tụi ông hơi lép xẹp à? À đây là cái nhà ơi. Đó. Ủa leo đường nào trời? Ờ có bên kia leo được hả? Rồi anh bơi ra rồi anh ở đây thôi mệt ạ. Rồi được rồi. Được rồi, em lên ấy. Còn anh kìa. Tụi ông này điệp cắt là dao thứ hai cả nhà ơi. Anh bây giờ lên nó cũng hơi khó, nó trúng ở trong cái này. Trong lùm trời mưa lên. Tôi quay cửa ông cho cả nhà xem với tổ ông nè, bây giờ cũng trúng rồi. Ui. Ôi da, cây không trúng máy, cộp. Có mặt coi.
nha, dính trên đậu nữa rồi. Quá trời nước nó chảy rồi. Có mặt coi cậu ơi, rồi quạnh hiu hả gì rồi, ui tụi ông nở hết trơn cả nhà ơi, còn chút xíu một à. Ui tụi ông nở hết trơn rồi. Nở hết trơn anh ơi, không có mặt rồi, nở hết trơn rồi. Ui khô gan luôn trời. Ờ khô gan luôn à. Không, hết chân nhộng anh. Còn mặt đen chút xíu nữa nha. Nè. Cũng không được nhiều. Rồi, thôi điệp cái này nó nở hết trơn nha nha. Điệp gọc cho nó chống á, chống cái kèo để mai mốt cho tụi ông về. Nó nở hết trơn à. Đó, dục bên đó rồi, nó nở hết trơn à, nhẹ queo rồi. Cạo cái kèo sạch 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 cho mai mốt về. Rồi thôi điệp ấp máy điệp xuống đây. Trời mưa, nãy giờ quá trời mưa luôn. Ui da. Rồi. U, thất bại rồi cả nhà. Thất bại rồi. Thua rồi. Chết rồi. Cái này là đồ không có gạo ăn rồi cả nhà ơi. Đá xa xôi quá, kiểu này là chết rồi. Hên xui là như vậy đó. Hên nó thì có mặt, còn xui thì gụng nụ. Bởi đâu dễ ăn được đổ ông đâu cả nhà. Đó trời, giờ đập máy ra tới luôn. Đó, như em trai là kỹ nhất nè. Đó, phụ phủ xuống ha. Giờ qua bên đây lấy. Ồ, giục luôn ha. Đúng rồi, qua đây review cho cả nhà xem một cái cả nhà ơi. Đâu ta cục mà ông mất tiêu rồi. À. Bên vỏ của em hả? Bên vỏ anh á. Chị nè. Ồ, đây nè. Đây. Con cũng ngoài nó kìa. Ừ. Con đang lóc ngoài kìa. Ừ. Một chú già luôn. Ừ, đau. Ừ. Ừ. Viên cục này nè, cục này mới nãy trời mưa nè, bắt nãy trời mưa nãy á. Được một chút xíu à. Đó. Quá trời luôn, sườn gõ đi bắt ong không à anh em ơi. Anh em như hội chợ vậy đó. Ừ. Ở trong rừng, thấy trong rừng vắng vẻ vậy mà đi bằng dập diều giống hệt như là cái bài dịch luôn. Thôi thành quả của đẹp gì cả nhà ơi, cục ong của anh kia nữa, của cô của đẹp tới nãy nữa. Thì nói chung là cũng tầm cái giá từ 3 xị mặt à. Chứ không được đích. Cục nó nãy với cái cục này dồn lại cũng được tầm giá 3 xị mặt à. Nè. Quá im không? Đây. Quá im cả nhà. Ừ. Quá trời mặt sáng này tươi đẹp. Đây, con cục siêu to khổng lồ. Siêu nhỏ cục à. Rồi thôi đẹp gửi lời chị ăn chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em trên khắp miền đất nước á, con buổi tối xem clip được như vậy hạnh phúc nha, vì trời mình là mưa cả nhà ơi nên không đi được đi săn nhiều, nên tầm giấc này cũng chiều rồi, thì cả nhà nhớ ủng hộ đẹp nha. Giờ đẹp nói là chia tay thì bye bye cô dì chú bác anh chị em trên khắp miền đất nước nha, đẹp chào cả nhà, hẹn gặp nhau clip tiếp theo nha, đẹp bye bye cả nhà. Nữa mày hù nữa thêm mày nữa. Ừ anh Nhiên ơi, bye bye cô dì chú bác anh Nhiên ơi, bye cả nhà nha. Rồi 1 2 3 bye bye. Rồi được bắt máy nha.